Xin kính chào quý khách hàng. Hôm nay Daka Test xin giới thiệu đến quý khách hàng về cách vận hành của bộ lưu điện UPS Eaton có công suất đạt 700VA 360W. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về cách vận hành của bộ lưu điện này nhé. Đầu tiên, Daka Test xin giới thiệu đến quý khách hàng một vài thông số cơ bản của bộ UPS Eaton này. Thì đối với bộ UPS Eaton này có công suất đạt 700VA 360W với thời gian lưu điện 14 phút cho một bộ máy tính. Đến với cấu tạo cơ bản của bộ UPS thì ở mặt trước có một nút nguồn cùng với ba đèn hiển thị các chức năng khác nhau. Đầu tiên, đèn màu đỏ là đèn cảnh báo, đèn vàng là đèn battery, đèn xanh là khi UPS đang hoạt động ở chế độ điện lưới. Đến với phía sau của bộ UPS này với cấu tạo cực kỳ đơn giản, bao gồm có một dây nguồn như sau và bốn ổ cắm ngõ ra. Sau đây ta sẽ cùng đi vào vận hành bộ UPS này nhé. Để vận hành, Daka Test đã chuẩn bị tải bao gồm các bóng đèn bên đây và một nguồn điện lưới. Bây giờ ta sẽ cắm phích cắm vào điện lưới và cắm tải vào bộ UPS này nhé. Đầu tiên, dây nguồn ta sẽ cắm vào điện lưới. Đây là dây tải. Ta sẽ cắm vào bộ UPS này. Bây giờ ta sẽ quay về lại mặt trước để cùng khởi động bộ UPS này nhé. Đầu tiên ta sẽ khởi động bộ UPS này bằng cách nhấn nút nguồn. Đợi đèn báo hiệu. Lúc này đèn đã sáng. Và lúc này đèn đã chuyển sang màu kem, nghĩa là bộ UPS đang sử dụng ở chế độ ắc quy. Tiếp theo ta thử bật điện lưới nhé. Thì khi bật điện lưới ngay lập tức, đèn sẽ chuyển qua màu xanh, thì UPS đang hoạt động ở chế độ điện lưới. Sau đây ta cũng sẽ cùng đi bật tải. Tiếp theo bây giờ ta sẽ thử tắt điện lưới nhé, để xem tải có còn sáng đèn không nhé. Và như chúng ta đã thấy, đèn vẫn còn sáng vì bộ UPS vẫn đang hoạt động ở chế độ ắc quy khi không có điện lưới. Bây giờ ta cùng sẽ bật lại điện lưới nhé. Vừa rồi Daka Test đã hướng dẫn mọi người cách khởi động bộ UPS Eaton. Sau đây Daka Test sẽ hướng dẫn mọi người cách tắt bộ UPS này sao cho đúng nhé. Đầu tiên, để tắt một bộ UPS ta phải tắt hết tải trước. Sau đó ta sẽ tắt điện lưới. Và cuối cùng ta sẽ nhấn nút nguồn để tắt bộ UPS. Vừa rồi Daka Test đã giới thiệu đến quý khách hàng về cách vận hành của bộ lưu điện Eaton có công suất đạt 700VA 360W. Nếu quý khách hàng có nhu cầu cần mua sản phẩm hoặc cần được tư vấn, hãy liên hệ với Daka Test thông qua website dakatest.com hoặc số điện thoại 034 3535 797. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.